sau 8 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần, đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển, với ý thức trách nhiệm cao trước đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch. Thay mặt đoàn chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn bế mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ngày càng mở rộng, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa 12, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 13 gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn xứng đáng vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm 180 đồng chí ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết. Đại hội đã giao trọng trách cho ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13 nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được đại hội xác định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, thành công rất tốt đẹp của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay sau đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ khóa 13 phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa 12. Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, sau hơn một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng phương châm, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Có thể nói hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước và gần 100 triệu người dân Việt Nam đang đặt chọn niềm tin vào mục tiêu phương hướng lớn mà nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra. Kỳ vọng vào sự lãnh đạo của đảng, của ban chấp hành trung ương khóa mới, dẫn đầu là Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới, nhanh và bền vững, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa qua đây, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong những ngày diễn ra Đại hội 13 của Đảng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.